Bạn hiện tại là Ti đang có mặt tại địa điểm tập trung với các anh chị để đi tour sinh nhật lần thứ 3 của Moto Việt Nam. Các bạn hãy cùng đi theo để xem là hôm nay chúng ta đi những địa điểm như thế nào nha.
quá đuối. Đây thì sao nha các bạn. Sướng luôn. Quay cái video coi. Rồi anh em vừa tới khách sạn nha. Đó, nguyên một vàng luôn ha. À, tuyệt vời. Từ những ngày đầu cách đây 3 năm từ khi mua cái xe xong đó là gặp nhau và có giúp mình có thời điểm hiện nay là nhờ mấy anh em ở phía sau Nhân. Thật ra là Nhân chỉ là cái thằng gọi là đứng ra gọi là gì đó nói xạo thôi, chứ còn anh em ở sau suối hết á, chứ mình biết gì đâu mình nói trời. Nói chung là xạo chung rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã có mặt hôm nay cho sinh nhật lần 3 của Rúp Mô Tô Việt Nam. Cho bài nhạc đi em ơi. Bé ơi bé, em lên được rồi đấy em. Nãy giờ là anh đợi em thôi đó. Có lòng nước. Ừ. Ừ. À. Nãy giờ Nhân nó nói rất là nhiều, nhưng mà từ ban đầu là một số anh em này mua xe chơi nhau trước, sau đó bây giờ là rất là hãnh diện, rất là mừng, rất là vui là vì được có một bầy anh em ở đằng kia luôn và đã đi theo 3 năm hơn như giờ. Hôm nay là anh em mình là ăn uống rồi, bây giờ là quẩy hết mình nha. Có vợ bên cạnh thì cứ quẩy, còn không có thì xuống hồ quẩy tiếp ha. Ok. Thống nhất theo những gì đã thông tin, xin phép thông báo số phòng là mình giữ ha. Anh em có 5 phút cất điện thoại, cất tiền, cất bóp, đăng trên Facebook các kiểu, anh sẽ xuống hồ trong 2 tiếng. Ok, hiểu ha. Đồng thời là cũng xin luôn là nếu anh em nào không xuống hồ mà không ướt nước, sáng mai tự nhiên xe xì lốp. Ôi mà xì lốp là chuyện nhỏ, sáng mai cái nóc nhớt nó mất mới vui, chứ còn xe xì lốp cái bình thường. Hả? À? Dũng lên em. Mạnh mẽ lên. Yeah.
bây giờ xin phép được công bố giải thưởng của chúng ta tối ngày hôm nay như sau. Thứ nhất, giải nhất là một cái nón bảo hiểm. Cái này ông nào đầu bự đội chật ráng chịu, ông nào đầu teo đội lỏng ráng chịu, có thể thanh lý lại nếu muốn. Chúng ta chỉ có một cái nón bảo hiểm được bọc rất là kỹ, bao xuống hồ. Có nên cho cái này xuống hồ không? Yeah! Ông nào xuống lấy, nhạc đi luôn. Đầu tiên tham gia cùng với group của anh Nhân thì em cũng xin cảm ơn anh Nhân đã tạo điều kiện cho anh em một sân chơi rất là vui, và cũng vui hơn là hôm nay em được phần quà giải nhất. Xin cảm ơn mọi người. Rồi, vâng, xin cảm ơn anh em. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.